nơi đó có làm đúng theo quy trình mà bác sĩ Trung đã chia sẻ hôm trước hay không, có làm đúng kế hoạch tốt hay không, tất cả hồ sơ có chi tiết hay không. Bởi vì những cái đó nó góp phần yếu tố làm sao, góp phần cho sự thành công của ca chỉnh nha. Chúng ta thấy là gì, trong quá trình đi chỉnh nha thì thường bệnh nhân sẽ đi tìm hiểu rất là nhiều thông tin trên mạng và cái thông tin ở ngoài kia. Như vậy là gì, để đi niềng răng thì chúng ta đặt câu hỏi là đi niềng răng ở đâu, ở đâu? Thì thực sự là nó là câu hỏi mà nhiều năm nay bác sĩ Trung đã chia sẻ cho tất cả các cái khách hàng và bệnh nhân của mình ở cả khắp Việt Nam hay là ở nước ngoài. Nếu như chúng ta thực sự là gì, bởi vì cái hỗn loạn thông tin ở ngoài kia nó quá nhiều, các nền tảng YouTube, Facebook hay tất cả những hệ thống quảng cáo nó quá nhiều. Nếu mà thực sự mà chúng ta làm sao còn đang năn tăn cái việc là gì, chọn cái nơi mà đi niềng răng ấy, thì thực sự là chúng ta hãy chọn luôn. Ví dụ là gì, chúng ta có thể vào viện răng hàm mặt trung ương, ví dụ ở Hà Nội chẳng hạn, vào viện răng hàm mặt trung ương. Hai là gì, vào trường đại học, trường đại học Y Hà Nội cũng có, hoặc là trong Sài Gòn có trường đại học Y Dược. Thực sự vào trong đó chúng ta sẽ có được cái là gì, để ra được một cái kế hoạch. Bởi vì thường ở trong đó tất cả các thầy cô và mọi người sẽ ra một kế hoạch cho mình. Đấy. Nó chỉ có một cái nhược điểm là gì, ở nơi này nó sẽ làm hơi bất tiện bởi vì nó là giờ hành chính, hoặc là có những cái chúng ta phải nghỉ làm, gần như chúng ta khi điều trị ở đây thì chúng ta sẽ làm sao phải nghỉ làm một buổi sáng hoặc buổi chiều, hoặc là nhiều khi có lúc mà chúng ta cơ động, chúng ta làm sao xử lý những cái bất thường khi mà chúng ta làm niềng răng ấy, thì chúng ta sẽ làm sao không được đáp ứng ngay mà chúng ta phải chờ đợi đến lịch hẹn của bác sĩ. Như vậy là gì, để người khuyên cho bệnh nhân là gì, chúng ta khi chúng ta chưa có được một cái nơi nào niềng răng ấy, thì bác sĩ Trung khuyên cho bệnh nhân là gì? Thứ nhất, đầu tiên là chúng ta làm sao? Có thể nhờ bạn bè mình. Nhưng mà bạn bè này là gì? Phải thật là gì? Thân, và cái người này phải có uy tín. Thực sự là gì? Chúng ta phải nhớ là bạn bè này là người ta phải trải nghiệm rồi. Hoặc người ta phải có những người bác sĩ. Nghĩa là người ta quen những người bác sĩ. Nhớ nhá, chỉnh nha phải bác sĩ nào? Đó là nguyên tắc anh em. Nhá. Bắt buộc bác sĩ phải người lên kế hoạch. Bởi vì nó chỉ cần sai một ni là đi một dặm luôn. Nên là mình vẫn luôn luôn nhắc bệnh nhân là gì? Khi mà làm chỉnh nha phải cần tìm cái yếu tố này. Như vậy là chúng ta phải có những người bạn quen, là chúng ta tìm được bác sĩ thật là tốt để chúng ta làm niềng răng, để chúng ta có thể là gì, giúp đỡ là sao cho họ, để giới thiệu họ đến. Nếu chúng ta làm sao không có rồi thì chúng ta bắt đầu là gì, phải đi làm sao, đi tự phải đi tìm thôi. Tự đi tìm thì chúng ta cũng phải thôi, bây giờ là gì, chấp nhận phải lên internet tìm, lên YouTube, lên Facebook, lên Zalo xem cái vấn đề nào. Nhưng mà chúng ta quan trọng nhất chúng ta phải xem lại cái bài mà bác sĩ Trung chia sẻ đấy. Đó là gì? Cái tầm quan trọng của lên kế hoạch. Nên là chúng ta khi đi niềng răng chúng ta không thể đến chúng ta làm luôn. Tuyệt đối đừng có làm luôn. Chúng ta bắt buộc phải lên kế hoạch xong. Còn đâu là gì? Khi lên kế hoạch chúng ta cảm thấy đúng cái nhu cầu của mình rồi, và chúng ta tin tưởng tuyệt đối bác sĩ rồi, thì chúng ta mới làm thôi. Còn nếu như mà chúng ta làm sao chưa có cái niềm tin thì chúng ta đừng có làm vội. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm một cơ sở nữa. Đấy, một cơ sở nữa. Và chúng ta lúc này chúng ta phải tìm xem là xung quanh bạn bè mình và những người thân của mình xem ai đã niềng răng rồi, họ thành công rồi ấy, và họ ấy cảm thấy ok rồi, thì chúng ta nhờ trợ giúp. Lúc đó chúng ta sẽ làm sao có những kinh nghiệm. Bởi vì sao, sẽ rất nhiều bệnh nhân khi niềng răng, có những bệnh nhân là gì, làm 2-3 năm xong kết quả không như mong muốn, và lúc này mới quay trở lại đi tìm, hoặc là gì mới đi tìm hiểu, thì nó lại quá muộn, và cái chi phí mà để làm lại ấy, thì lại tốn hơn cái chi phí làm đi, và tốn rất là nhiều tiền. Vì vậy là gì, để làm sao chọn nơi điều trị, bác sĩ Trung nhắc lại, một là các anh chị không có cái chỗ người quen, thì chúng ta làm sao đi vào trong các viện lớn mà có chuyên, nhớ nhá, viện lớn có chuyên ngành chỉnh nha. Ví dụ như là ngoài Hà Nội mình thì có cái gì, có viện răng hoặc là trường y, có trường y Hà Nội của chúng ta, hoặc là bên Việt Nam Cuba hình như cũng có, đúng không bác sĩ Thu, để chúng ta có thể làm những cái kế hoạch niềng răng này ở trong bệnh viện. Đấy, còn không thì chúng ta phải tìm cái người quen của mình để chúng ta làm sao đi tìm. Còn đâu là gì, chúng ta không có người quen rồi, lúc đấy chúng ta mới đi tìm các cái nền tảng. Và khi mà đến thì chúng ta qua các nền tảng rồi thì chúng ta phải đến, chúng ta xem là gì, ở có đúng là gì, ở nơi đó có làm đúng theo quy trình mà gì bác sĩ Trung đã chia sẻ hôm trước hay không, có làm đúng kế hoạch tốt hay không, tất cả hồ sơ có chi tiết hay không. Bởi vì những cái đó nó góp phần yếu tố làm sao, góp phần cho sự thành công của ca chỉnh nha. Thì hy vọng là gì, mỗi bệnh nhân chỉnh nha, bởi vì đến mùa hè rồi, để chúng ta có thể tìm được cái cơ sở điều trị chỉnh nha tốt nhất. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc, và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.